Liên quan đến kiến nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và Đồng Nai về kéo dài tuyến đường sắt đô thị Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đến hai địa phương này, hôm qua, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có buổi họp với nhóm nghiên cứu của METI gồm công ty trách nhiệm hữu hạn Nippon Koei và công ty Kokyo tại đây. Các bên đã thống nhất kéo dài tuyến Metro đến hai địa phương trên. Các bên đã thống nhất kéo dài tuyến Metro đến Đồng Nai và Bình Dương nhưng hướng đi không dọc theo quốc lộ 1. Cụ thể, từ ga cuối Suối Tiên, tuyến Metro sẽ được kéo dài về phía bắc khoảng 2 km đến gần ranh giới các địa phương nêu trên. Tại đây sẽ xây dựng ga nút giao. Từ ga này đến thị xã Dĩ An của tỉnh Bình Dương sẽ có hai phương án. Phương án 1 chạy dọc theo đường Mỹ Phước, Tân Vạn đến Dĩ An. Phương án 2 đi qua khu trung tâm thị xã Dĩ An. Từ ga nút giao đến thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũng có hai phương án. Phương án 1 đi qua cù Lao Hiệp Hòa đến trung tâm Biên Hòa. Phương án 2 từ ga nút giao đến ngã ba Vũng Tàu. Để có cơ sở phối hợp giữa ba địa phương và nhóm nghiên cứu, Ban Quản lý Đường sắt đô thị kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gửi công văn đề nghị hai tỉnh này cử nhân sự phối hợp để thực hiện nghiên cứu kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 1 đến hai địa phương trên.